Rồi, mình chào tất cả mọi người quay trở lại với channel YouTube của Broad Media. Hôm nay Thủy xin phép chia sẻ với mọi người một nội dung khá là thú vị. Đó là cách chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng đầu bị hói và chân tóc khác màu bằng một vài thao tác cực kỳ đơn giản trong Photoshop. Rồi, Thủy đang có một tấm hình ở đây thì mọi người có thể quan sát thấy là mặc dù chúng ta đã hoàn thành rồi nhưng mà ở đây có một cái phần tóc nó thiếu ở đây như vậy, hoặc là cái chân tóc nó đang bị khác màu như vậy. Thì khi mà gửi qua cho khách ấy, có thể là khách không biết nhưng mà bản thân cái tâm của một người đi làm nghề thì mình thấy như vậy thì nó chưa có được đẹp mắt cho lắm. Thì tấm hình này Thủy chụp rất lâu rồi, từ hồi xưa rất lâu rồi, thì để trải qua cái quá trình mà ngồi ở đây chia sẻ cho mọi người thì Thủy cũng đã trải qua quá trình là đi chụp như vậy. Thì để khắc phục tình trạng này á, thì trước tiên Thủy xin phép Thủy nhân đôi Ctrl G lên một cái để lát mình so sánh nha. Rồi trước tiên là cái lỗi tóc bị thiếu như vậy thì Thủy sẽ dùng công cụ làm Path Tool ở đây. Rồi Thủy sẽ khoanh vùng nó như vậy, sau đó mình sẽ kéo nó ra ở cái vùng tóc khác. Sau đó mọi người nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift F. Rồi Thủy sẽ để tầm 30%. Ok, rồi sau đó nhấn Ctrl D để bỏ cái đường chọn này. Mọi người cùng xem trước và sau này. Đó, trước, sau, trước, sau, ok như vậy. Rồi cái này nó cũng còn khắc phục được cái tình trạng khác, ví dụ như là bọng mắt chẳng hạn. Rồi để Thủy thử demo cho mọi người xem nha. Xem chú rể có bọng mắt không. Rồi, ví dụ demo cho mọi người xem này. Quên vùng này, rồi kéo Ctrl Shift F này 30%, ok, Ctrl D bỏ vùng chọn, xem trước sau này. Đó, nó sẽ bớt đi. Đó. Hoặc là mọi người thấy ở những cái vùng mà đầu gối hoặc là những cái đốt tay á, nó bị cái nhăn quá, mình cũng có thể khắc phục được nha. Ví dụ ở đây chẳng hạn. Rồi, quên vùng này, rồi kéo, ok xin lỗi mọi người, rồi kéo, rồi Ctrl Shift F 30%, ok, Ctrl D bỏ vùng chọn này. Rồi mọi người xem trước và sau nha, trước, sau, trước, sau. Đó, như vậy nó đều có thể khắc phục được, nó làm giảm nhẹ những cái vùng như vậy. Ok, Ctrl Shift F 30%, rồi Ctrl D bỏ vùng chọn đi, trước, sau, trước, sau, ok. Rồi thì đó là như vậy trong cái bước mà chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng tóc bị thiếu. Rồi ở đây còn một cái vấn đề như vậy nữa là tóc nó không được đen. Thường là những người nhuộm tóc một thời gian nó sẽ bị tình trạng như vậy. Thì để khắc phục thì mình sẽ tạo cái layer mới bằng cách nhấn phím Ctrl Shift N, hoặc là mọi người có thể click vào biểu tượng này. Rồi ví dụ Thủy đặt tên cho nó đi, fit chân tóc. Ok, rồi sau đó mọi người đổi cho Thủy cái chế độ hòa trộn là color. Rồi mọi người dùng brush nha. Ok, rồi để cho Thủy tầm 3% follow. Rồi sau đó quay lại layer này, sau đó chấm vào cái vùng tóc có màu. Ok. Đó, ok. Rồi bây giờ Thủy sẽ dùng brush này. Rồi, Thủy sẽ tô lên những vùng tóc đang bị đen. Đó, như vậy thì tóc, những vùng tóc bị đen này sẽ được nhuộm một cái màu tóc tương tự như cái vùng kế bên, mà nó không hoàn toàn không ảnh hưởng đến phần texture của tóc nha. Nó chỉ phủ lên một cái lớp màu thôi, giống như là mọi người đi nhuộm tóc vậy đó, tóc đổi màu nhưng mà không làm thay đổi cái kết cấu của sợi tóc nha mọi người. Đó, nó hoàn toàn tự nhiên như vậy. Đó, ok. Rồi thì đây là Thủy demo cho mọi người cái cách làm như vậy, còn thực tế thì mọi người cố gắng nắn nót tô lên cho nó hoàn hảo, nó đẹp mắt hơn. Đấy, thì mọi người thấy cái tấm hình này nó đã hoàn thành hết rồi nhưng mà còn cái chân tóc nó khiếm khuyết như vậy thì mình cũng không có được một cái tấm hình nó hoàn hảo, thì cũng giúp cho cô dâu chú rể có một cái tấm hình nó hoàn thiện hơn. Mặc dù có thể là khách hàng không biết được nhưng mà bản thân mỗi người trong cái lương tâm của người làm nghề nó như vậy. Ok, mọi người xem trước và sau này, nếu tô kỹ thì càng đẹp nha. Trước, sau, trước, sau. Nếu đập quá thì mọi người có thể giảm bớt opacity của nó xuống. Ok, hoặc là thấy nhạt quá thì Ctrl Z double nó lên. Ok, như vậy. Đó, thì đó tất cả những gì Thủy chia sẻ trong hôm nay. Thì đây là một phần nội dung nhỏ trong những buổi mà Thủy hay chia sẻ cho những bạn học viên. Nếu bạn nào muốn tiết kiệm thời gian, muốn rút ngắn cái quãng đường lại thì có thể tham khảo khóa học của Thủy. Thủy có những khóa học như vậy. Trong những khóa học như vậy thì sẽ bao gồm phần research và lighting luôn nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo ở website broadmedia.vn. Sau đó truy cập vào một khóa học. Ở đây Thủy có những khóa học như vậy. Tất cả đều là một kèm một cho mọi người. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy video này hữu ích có thể cho Thủy một like và một subscribe. Chúc mọi người luôn thành công.